Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến về kế hoạch tổ chức quyết định thành lập ban chỉ đạo hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng một số sở ban ngành trong tỉnh. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 có chủ đề Đoàn kết đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm 2020 phát biểu kết luận cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phóng nhấn mạnh đại hội thi đua yêu nước tỉnh hưng yên là dịp biểu dương các tập thể cá nhân có đóng góp đối với sự phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh vì vậy cần mời đầy đủ đại diện các lực lượng các thành phần kinh tế các tầng lớp nhân dân chú trọng đại biểu là lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất thông qua đại hội sẽ tổng kết và rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức định hướng phong trào thi đua và công tác khen thưởng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua công tác khen thưởng của tỉnh